Những ngày đầu xuân năm mới này, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ đã huy động trên 60 cán bộ, công chức xã, dân quân tự vệ và lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tham gia giúp đỡ hai hộ gia đình tại điểm dân cư A Lang thuộc bản Lấy tháo dỡ nhà, vận chuyển đồ đạc đến ở mới. Nhà neo người lại khó khăn về kinh tế, gia đình anh Phàng A Chứ và Phàng A lưu rất phấn khởi khi chính quyền địa phương hỗ trợ nhân lực để chuyển nhà đến nơi ở mới. Đây cũng là hai trong tổng số 10 hộ dân còn lại của điểm dân cư A Lang thực hiện việc di rời nhà ở sau khi sáp nhập hai bản Láy và A Lang, xã Tân Xuân theo chủ trương của huyện, xã. Gia đình tôi rất khó khăn. Hôm nay được cán bộ xã ở bản và công an cũng như các chú bộ đội quan tâm giúp đỡ gia đình dỡ nhà chuyển xuống khu ở mới để ổn định cuộc sống tốt hơn. Tôi cảm ơn rất nhiều được thành lập từ trước năm 1985 với 47 hộ, 251 nhân khẩu, 100% bà con là dân tộc Mông. Bản nằm trong vùng lõi của rừng đặc dụng Xuân Nha, chưa có hệ thống đường giao thông cứng hóa, điện lưới quốc gia, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Ở các cụ thì ở rất là lâu nan, chuyện từ Bác Yên vào A Lan đây là ở đây hơn 40 năm rồi. Bạn chưa có điện thì nó đường xa xôi, đường đi lại nó rất là khó khăn. Tôi đề nghị à, à, chúng tôi Chuyển di chuyển xuống bản suối con để có điện, có đường và con cháu đi hòa hành nó thuận tiện hơn. Để tạo thuận lợi cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, sau khi giả soát, năm 2020, huyện Văn Hồ đã triển khai dự án di chuyển, bố trí sắp xếp tái định cư và hỗ trợ chi phí vận chuyển cho các hộ gia đình. Mỗi hộ 10 triệu đồng. Quá trình tuyên truyền dù có những khó khăn nhất định, nhưng cấp ủy chính quyền xã vẫn kiên trì vận động để nhân dân đồng tình ủng hộ. 80% là nằm trong diện là hộ nghèo. Do đó thì việc di chuyển thì còn gặp nhiều khó khăn. Thì với sự kiên trì phối hợp giữa tổ công tác của huyện với tổ công tác của xã phân công giao nhiệm vụ cho mặt trận tổ quốc các tổ chức trị xã hội để phối hợp các lực lượng như công an, biên phòng, quân sự để hỗ trợ. Cái này đã thực hiện di chuyển là trên 80%. Từ tháng 10 năm 2023 đến nay, xã Tân Xuân đã huy động lực lượng hỗ trợ trên 300 ngày công giúp đỡ 6 hộ dân tháo dỡ nhà chuyển đến nơi ở mới. Với phương châm nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, 8 hộ dân còn lại sẽ tự nguyện di chuyển theo chủ trương đã đề ra, vừa góp phần xây dựng quê hương, vừa an cư lạc nghiệp, phát triển kinh tế gia đình.